Chào ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello, hello các tình yêu. Sẽ được rửa mặt rồi. Qua đây, qua đây. Qua đây, hello. Hello. Nằm đêm hay nằm ngày vậy? Cho nước ở đây nóng rồi, trong nhà nước buốt thật. Hôm nay nằm đêm hay nằm ngày đó. Cái gì? Cần năm hai buổi như này.
mặt là trắng. Cứ hốc hác ở đây. Sao? Tay đang đông mình. Chỗ này thịt đi đâu rồi? Chỗ này thịt đi đâu rồi? Hôm nay nó lại về đây. Hôm qua nó đi, hôm nay nó về rồi. Sao nó về liên tục rồi? Về hôm nay biết sao rồi, nó không xong. Đã nó đi mất bao nhiêu tiền, hôm nay đã đi. Hôm nay nó lại về nha. Hôm nay bà về nó về chứ? Nó về bà ăn cơm. Bà mất mẹ chở trên xe. Bà ở nhà lâu thì hôm nay về thì về nhà đấy. Hôm nay về nhà xong với mẹ đi. Thì phải chịu thôi. Nó đi xe rồi mình chịu tiền đó có tiền giả không? Nó là tắm thì bên trong còn kéo lắm. Bọn vui. Về Việt Nam là phải trả lại hàng hết tất cả. Bà phải mang về Việt Hàn chứ. Bà phải mang về Việt Nam một ít chứ. Mất hai nặng thịt. Con đưa cho mẹ đâu rồi? Hả? Nhà. Đưa nó lại cho mẹ. Gãy mạnh hay gãy nhẹ nào? Gãy nhẹ. Đau đầu à? Về Việt Nam thì tương tư rồi, lại đau đầu rồi. Thế mà vô đây đi làm rồi. Ai bảo không ngủ? Về Việt Nam lại không ngủ nữa. Giờ về Việt Nam ai gội đau chứ? Ủa đằng sau mẹ này hết khăn rồi chứ mẹ? Đấy hết. Theo khôi ở đây. Mấy gói đặt khôi chậm ở đâu này. Khôi hết vào trong móc này rồi gì? Trong móc. Cái ô ai này để quên ở trên ghế. Mà sửa có hai ô chắc ai để quên. Hay đâu cái ô còn ở đấy đó. Hay đâu các tình yêu nha. Các tình yêu ơi, mai em đi bệnh viện nên từ 1 giờ chiều em mới mở tiệm nha. Mới ở đi thứ hai em lại đi đây. Một tuần đi một lần, chữa trong vòng 5 tháng. Nếu mà chữa với bệnh gì? Vai khớp, em cổ.
Ông chữa là bị tê miệt tai. Con gái bạn ở nhà bên cháu là con chữa nhà thao ở biển bộ tiết nào đã là nó không ai thu nào thu con này nhiên chú con bác nó bị làm sao con bệnh rồi chứ con chữa ở nhà ăn chữa ăn đồ lặt vặt thì ăn khám nhà khám là ăn chữa bệnh ăn nhà không đi được có nằm không cô nữa nè con đứa con gái này lại chồng Hàn Quốc thôi mà sang đây để tìm buôn hộ lại vào về thì cũng đã được khỏe lắm sang đây lại ngộ điên điên nữa chị ông táo nó không đưa chữa bệnh hay kiểm tra bệnh như gì vậy khám lên bệnh luôn cho em chữa rồi cho còn là động tâm hello 2000 người đang xem nhé. Dạo này đó nay xin chẳng thấy mọi người xem bài mới tương tác thì mọi người nhìn thấy bài em thả tim xem cái nào. Lại còn gửi mùi Hàn Quốc. Là kinh doanh nó giàu rồi nó làm cái đường không nó lên cái nhà nó biệt thự nên lại mua cho hơi đi nữa mà nó còn đi sang đây con nó vừa rồi mới về nên giờ lại mời mới lên nhà nó sang lại bên đông. Dậy ui giời ơi nhanh lên đói quá trời thôi. Đồng váy đẹp thì không mặc có cái quần hoa áo hoa suốt ngày mình mặc ở giữa chợ mày con cái thì cửa hàng quán bán là sao cứ nôi mặc ăn mặc không ra già rồi xấu mấy rồi ăn mặc Thank you.
nhà em tắt máy để cụ xây tóc rồi đi ăn cơm, đói quá. Bà để đấy, bà để đấy.